Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 8 tháng 10 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 8 tháng 10 tiếp tục biến động tại thị trường trong nước. Thị trường xuất khẩu ghi nhận ổn định ở nhiều quốc gia. Hiện nay, dù đang là thời điểm cuối năm, nguồn cung đang cạn dần, tuy nhiên hồ tiêu lại liên tục rớt giá. Nếu so với thời điểm đầu năm, giá hồ tiêu đã giảm hơn 20.000 đồng một kg. Trong đó, giá hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dù ở mức cao nhất so với thị trường trong nước, nhưng cũng chỉ duy trì ở mức 63-65.000 đồng một kg. Theo ông Trương Bình Minh, xã Bình Ba ở huyện Châu Đức cho biết, đầu vụ năm nay, giá hồ tiêu duy trì ở mức 80-85.000 đồng một kg, có thời điểm chạm mốc gần 90.000 đồng một kg, khiến nông dân rất phấn khởi. Do đó, nhiều hộ tăng cường đầu tư cho vườn tiêu. Tuy nhiên, hơn một tháng nay, giá hồ tiêu lại bắt đầu lao dốc. Theo dự báo, giá tiêu còn giảm nữa, nên nông dân khá hoang mang, lo lắng sẽ bị lỗ công và lỗ vốn. Nhiều chủ vườn khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, thị trường hồ tiêu hiện nay rất nhiễu loạn thông tin, chủ yếu là tin xấu do các thương lái đưa ra để người trồng tiêu bán sớm với giá rẻ. Thưa các bạn, trong thời gian tới, mặt hàng hồ tiêu cũng còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu và chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, sắp vào vụ thu hoạch mới với kỳ vọng đạt năng suất tốt hơn vụ năm ngoái. Do đó, các nhà xuất khẩu cũng đang đẩy mạnh bán hàng để chuẩn bị cho vụ mới. Trên thị trường, tỷ giá đồng USD cũng liên tục tăng cao, khiến cho các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đều tăng lãi suất, đồng tiền nội tệ mất giá, ảnh hưởng đến nhu cầu xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp. Thưa các bạn, cập nhật mới nhất trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận, kết thúc ngày 7 tháng 10 năm 2022, trên thị trường có giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia ghi nhận giảm, với mức giảm là 0,31% và 0,32%. Giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia trong phiên vừa qua giảm đi 12 USD trên tấn, từ mức 3.836 USD trên tấn xuống 3.824 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm đi 20 USD trên tấn, từ mức 6.234 USD trên tấn xuống 6.214 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil duy trì ổn định ở mức 2.550 USD trên tấn. Trong phiên vừa qua, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 gram trên lít và 550 gram trên lít vẫn được duy trì ổn định ở mức 3.250 USD trên tấn và 3.350 USD trên tấn. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá tiêu tiếp tục điều chỉnh trên diện rộng, với mức giá giảm từ 500 đến 700 đồng cho 1 kg so với ngày hôm qua và được thu mua trong khoảng từ 61.200 đến 64.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 62.500 đồng đến 62.800 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai sáng nay ghi nhận ở mức 61.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 61.300 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu giảm 500 đồng và thu mua ở mức là 64.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, sáng nay giá hồ tiêu được thu mua ở mức 62.800 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 61.400 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay ngày 8 tháng 10 trên kênh Phụ Nữ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.